mới, bộ đôi dầu gội và dầu xả Herbal Aloe Strengthening Shampoo and Conditioner với thành phần protein siêu nhỏ từ thực vật đã được chứng minh giúp tóc giảm hư tổn và óng mượt hơn chỉ sau một lần sử dụng. Ngoài ra, việc sử dụng sản phẩm còn giúp bảo vệ màu cho tóc nhuộm, giúp mái tóc giảm gãy rụng lên đến 90%, không chứa paraben, sunfat và chất tạo màu gây hại cho mái tóc.